Đây mình lên. Bà giáo. Hả? Giáo phải giải đó bà giáo. Xin chào quý vị khán giả. Bà đừng có sạc thôi cho bà thấy. Bà diễn hay bà định giữ tôi gì đúng không? Bà định giữ tôi gì cái mà thấy máy đó, bà giáo bà hiền hành phải không? Coi trường tạo nghiệp nha. Đây, đi vòng lên đây coi, đây. Trời ơi, gia đình má vợ của ăn nặng lẻ nè quý vị. Đây, trời ơi. Trời ơi, má vợ tôi ăn lặng lẽ đây nãy giờ thiệt tình. Rần rần quá quý vị ơi, rần rần quá. Bữa nay rần rần quá em mệt mỏi quá. Mày vợ. Hai mẹ con nói gì vậy nè? Vậy sao bữa nay vui quá nè? Vậy thì cứ quay đi. Trời ơi, sao để xạo sự. Hai chồng phải không? Đây. Còn kia Kim Kinh. Rồi. Còn cái bạn này người ta chụp mới nè, trắng thiện cái gì đó. Thiệt tình. Đó. Nè, nhìn qua đây nè. Ok, ok. Các bạn nhớ ghé đây nha, đồ ăn ngon lắm. Rất là nhiều món ăn. 23 Tôn Đức Thắng, quận nhất. Các bạn đi hết đường Lý Tự Trọng là quẹo phải là gặp liền. Cái gì cưng? Tư vấn gì? Sao Nhi muốn ăn gì ít dầu mỡ đúng không? Dạ đúng. Cho nó giữ gìn. Một tô mì. Một tô mì. Ở đây cơm gà ngon xuất sắc. Gì hả? Cơm gà nha. Nhưng mà cũng thèm mì quá à. Mì đi, phải lấy mì đi. Mì mì heo quay cháy đường. Cũng cao luôn. Đâu, anh. Coi nổi không? Mì heo quay cháy đường. Dạ. Cái đó để kêu nó order cho bạn để gọi mì tam bảo. Mì tam bảo. Ok, mì tam bảo đi, ba loại luôn. Rồi chúc hai bạn ngon miệng nha. Tan 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 tan. Nãy giờ êm không mẹ? Hả? Êm không, nãy giờ êm không? Êm quá cho con nữa. Êm quá hả? Tình hình á là kêu bằng rút rồi đó. Rồi mai mốt á là cái người này với cái ông chồng, cái người này ông chồng. Mai mốt mở đi ăn rồi. Dạ, là ok ăn. Mẹ. Thấy ông thường xuyên. Dạ, cảm ơn chị. Quá trời, mấy người. Ê, hoa hậu ăn gì dữ vậy mấy người? Giống cơm 2 tuần thôi nha. Má ơi, cái bàn này ăn cho 4-5 người luôn á thiệt á. Đổ vô đây, sốt là phải đổ vô đây. Đó, trời ơi, thiệt tình. Đứa này nó không có dặn dò gì người ta, cho nó tôi buồn đời quá nè. Rồi, trộn nó lên nha. Đây, trộn nó lên. Mẹ em á. Mẹ em nè quý vị đó, có si tin dễ sợ không? Trời đất ơi. Si tin dễ sợ.